Đây là vị dừa ấy, cúng dừa, nhân cúng dừa. Đây, 4 cái trong một hộp nhá mọi người, đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, nhân cúng dừa. Đây là nhân thập cẩm. Đây, đó. Trời ơi. Nhìn đẹp. Trời ơi, đó. Rồi, nhân gì đây? Matcha đấy. Cái này chắc chị nghĩ là Coca cái gì cái gì ca cao đấy. Đúng rồi. Đây. Có đậu à? Đậu đỏ. Có mấy cái hạt hạt bí hay sao á. Đây nha mọi người ơi. Trời đây nhá mọi người. Tổng cộng nè. Đó. Tất cả những cái bánh này đều có trong một hộp giống như thế này. Đó, đây đây em đê đi. Đây nhá mọi người ơi. Rồi bây giờ Hằng sẽ quay cho mọi người một lần nữa. Cái hộp này khi mọi người mở ra nhá, mình sẽ bắt đầu lại này. Nhưng mà bao một cái sao? Bao một cái sao? Đây, Hằng sẽ bắt đầu lại nhá. 700 mấy nè em ơi? 705. Hộp này khi mọi người nhận về nó sẽ là giống như thế này nha. Rồi, bắt đầu này, mở ra nè. 3 2 1 Đó. Rồi, quay nè mọi người ơi. Quay nè. Wow, một hộp 4 chiếc. Bà ơi, một hộp 4 chiếc. Đó. Đó, đây nhá. Và 4 chiếc bánh nó sẽ nằm ở bên trên. 4 chiếc bánh nó sẽ nằm ở bên trên này đây. Đây, đây sẽ là 4 chiếc bánh nhá. 705.000 phải không em? 705. Rồi, đây là cái bánh. Vị khác nhau tổng hợp lại đấy em, bên hai hộp ấy. Một hộp sẽ có 4 chiếc. Rồi đây, bắt đầu là bên này nhá mọi người ơi. Quay lại với cái hộp bên này, đâu cái hộp đèn lồng của tôi đâu? Đèn lồng của tôi đâu? Cái đèn chờ vào cái hộp đèn lồng của tôi đâu? Anh Tiến. Ông Tiến, trời ơi, cái ông kia. Em đi chơi. Ông, đây nha mọi người. Cưng không? Đây, còn cái hộp này nữa. Rồi em ơi, đóng lại giùm chị Hằng ví dụ nhá. Hằng ví dụ nè. Đây nha. Nó sẽ là 4 cái hộp ở bên trong để giống như thế này nha mọi người. Cái nó đẹp quá, để lên trên này đi ạ. Nó đẹp quá, để lên trên này. Ok. Rồi bây giờ là khoe cái này nè. Để chị đẩy lại một cái, Hằng bắt đầu mở ra cho mọi người coi lại nha. Đây. Đây. Rồi mọi người coi nha. Cái này có nhạc luôn nhá mọi người, bên trong có nhạc nè. 3 2 1. Wow! Đây, bên trong sẽ có nhạc luôn. Rồi, đây. Cái dòng có nhạc này bao nhiêu tiền em? À, cái kia là do hết pin hả? Trời đồ quỷ ơi. Tưởng là hai loại. Trời ơi, tôi tưởng hai loại. À, vậy là cái kia cho nó hết pin. Trời đất quỷ thần ơi. Rồi đây, khi mà mọi người lấy mấy cái hộp này ra nha mọi người, thì ở bên dưới nó sẽ có những cái đèn lồng. Đấy, 4 hộp. Mọi người hỏi là trên mâm 5 cái mà ở đó bao nhiêu cái? Ở đây 4 cái. Đây, Hằng mở cho mọi người coi. Nó sẽ là đây nhá mọi người. Đây. Em đóng lại cho chị. Đúng rồi. Đó, mà nó đổi vị á. Đây, Hằng sẽ lấy từng vị trong hộp này ra cho mọi người nhá. Đây. Đây. Đó. Đây nha mọi người ơi. Đó, tổng cộng là 4 vị nhá, giống như Lương đang cầm đây nha mọi người. Giống như Lương đang cầm đấy. 4 cái nha mọi người ơi, giống như Lương đang cầm. Rồi, bắt đầu cái này nè, khi mà mọi người bỏ ra, nó sẽ là một cái đèn lồng để mọi người đi xách đi chơi, mọi người treo lên. Đó. Đẹp ha. Đẹp ghê á. Đó. Trưng bày cũng được, mang đi cũng được. Có đèn, có nhạc. Trẻ con mua cái này. Trẻ con. Học bài trung thu độc thế. Đó, đây nha mọi người ơi. 775.000 cho một set. 775.000 cho một set. Đó. Trời, có nhạc luôn, bên trong nó có nhạc. Có nhạc, có đèn. Đó, đấy không mọi người. 775.000 cho một set. Vui quá hả? Cái này cưng quá hả?
Ok rồi, anh ơi mình để lên đây đi. Rồi em sẽ đi xét nhỏ. Rồi em sẽ đi xét nhỏ nhá. Đi xét nhỏ. Rồi. Ừ, nó rớt đấy. Em để cái cục sạc á. Em kêu cái cục sạc á. Ừ, đúng rồi. Đây, rồi bây giờ Hằng sẽ đi đến xét nhỏ nè mọi người ạ. Hằng đi đến cái xét nhỏ hơn. Xét nhỏ hơn bao nhiêu em? Xét nhỏ hơn bao nhiêu em? 294.000. Cái set này đơn giản hơn. Nó sẽ là 294.000 cho một set. Đây mọi người ơi, mấy ngàn bạn đang mua kìa, dễ sợ chưa? Mấy ngàn bạn đang mua kìa. 294.000 cho một set nhá mọi người. Set này cũng có 4 vị. Bây giờ Hằng sẽ lấy 4 vị này ra nhá. Wow, đi kha, liễu xin. Mọi người ơi, trứng chảy kìa. Ừ. Ui, nó chảy ra. Thấy chưa, nó chảy ra. Thấy không, chảy luôn, chảy, trứng chảy ra kìa. Rồi. Chỉ hoan ma thật. Đó, thì mấy cái vị này nó sẽ là trong cái test. Xét nhỏ hơn như thế này. Đáng tiền. Ngọt dịu lắm. Ngọt dịu. Nó không bị khé. Ừ, không ngọt khé. Có hạt dưa nữa. Đây hạt. Hạt bí, hạt bí, hạt bí em. Nó là hạt bí. Đây. Rồi cái set nhỏ này là 200 mấy, chị quên nữa rồi. 294.000 cái set nhỏ. Được vậy. À, chị móc rồi, cái đó chị móc hết rồi. 294.000 cho set nhỏ rồi. Set nhỏ này bao gồm những bánh nào nè, Hằng sẽ ra cho mọi người coi nhá. 294.000 và sẽ ship trước trung thu nhá. Ship trước trung thu nha. Mẫu ít ngọt đúng không? Những bạn nào mà mọi người thích ít ngọt, các bạn có thể mua mẫu này nhá. Ít ngọt nè. Đây. Cái này nè, bây giờ Hằng cắt cho mọi người coi nhá. Ê, không được bé ơi, xé giùm chị với. Hằng cắt cho mọi người coi. Rồi. Đây. Cái này anh ơi cho em mượn cái con dao. Đây. Rồi Hằng sẽ cắt ra. $294.000 cho một set nhá. Rồi. Vị thập cẩm. Đâu ta? Bây giờ mình để vô cái nào ta? Được, được em, được em. Được. Hay em cầm. Đó. Ừ đấy, em cầm đi. Nhưng mà cầm sắc tay cầm có được con cái rồi đó. Ừ đúng rồi. Đây nhá. Đó, giống cái vị giống như hồi nãy nha. Giống nhau. À, nó khác, chị nghĩ là nó chỉ khác nhau ở một số điểm thôi. Khác nhau một số điểm thôi. Úi da. Không sao, không sao. Vị này. Dạ. Đây. Rồi. À, nó sẽ có hai cái bánh cốm giống như thế này nè, mà cái này nó ít ngọt. Hai cái bánh cốm này cũng hai vị khác nhau, một bên là vị mè vừng. À cái này ui thơm đấy. Trời ơi thơm. À cái này hình như matcha, cái này là cốm. Cái có dừa. Dừa cốm một cái matcha. Đúng rồi. Một cái dừa cốm một cái matcha. Một cái thì coca ở cái gì ta? Cacao. Cacao. Một cái là thập cẩm mọi người nhá. Đây là sẽ là bốn cái bánh ở trong cái hộp nhỏ này đây á. Bốn bánh trong hộp nhỏ sẽ có những cái vị giống như vậy. Một cái là vị cốm dừa, một cái là vị matcha, một cái là vị coca, cacao, một cái là vị thập cẩm. Đó, giá của nó. Đây là một cái set ít ngọt. Những bạn nào mà mọi người không thích ăn ngọt nhiều, các bạn có thể mua set này nha. Giá của nó đang rơi vào đó là 275.000 cho một set.
275.000 cho một set này đây nha mọi người ơi. 275.000 một set nhá. Rồi, cái sản phẩm này Hằng sẽ để trong giỏ hàng nhá. Hằng để trong giỏ hàng cho mọi người. À, nó còn có một set nhỏ xíu, xíu, xíu này nữa nè. Đây, 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 một set nhỏ xíu này nữa nè. Set nhỏ xíu này. Nhưng Hằng nghĩ là Tết mọi người Trung Thu, đây, nó cái này cũng cái cưng ấy. Này kiểu, kiểu các đơn, bạn đơn giản hơn một xíu. Hai người á. Đó, hay đúng okay. Rồi. Đấy, coi này. Đây nhá. Để co đây đấy ha, để co rồi đây nhá mọi người ơi, ở bên trong sẽ có hai bánh nhá, sẽ có hai bánh giống như thế này ha. Set này bao nhiêu tiền vậy em? Set hai bánh ạ. Ờ, set hai bánh chất dùng chị. Set hai bánh là 163.000 set hai bánh nhá mọi người ơi. Rồi ok, set này Hằng sẽ để trong giỏ hàng nha. Rồi qua một cái sản phẩm cực kỳ, cái dòng này rất là ít stock mà giá rẻ lắm nè, các bạn nào muốn đặt dòng này mọi người phải nhanh tay, muốn đặt dòng này mọi người phải nhanh tay nha. Muốn đặt dòng này phải nhanh tay giúp Hằng nào. Rồi, đây. Ồ, cái này xịn nè. Trời ơi. 99k một set. Không cần nói nhiều. Ờ, ghim lên giùm em nào, ghim lên 99k cho một set đúng không mọi người ơi? 99.000 một set. Sao lại đúng rồi, 99.000 cho một set. Nó bao gồm này, một hộp trà mãng cầu, một hộp trà dâu. Tặng thêm một cái ly rất là xinh. 99.000 cho một set, được tặng thêm một cái giỏ nữa. Các bạn nào muốn đặt nhanh tay mọi người ơi, quá rẻ, 99k nhá. Đây. Pha nước rồi, pha nước. Được tặng một cái ly nè, hai hộp trà nè, tặng thêm một cái giỏ sắt nè. Đó, mọi người chỉ cần vô mọi người pha ra, bỏ đá vô. 99k. Em ơi, ghim lên liền giùm chị. Ghim lên giùm chị, rất là rẻ luôn. Chè này mọi người uống mà mọi người giải khát vào cái mùa hè là tuyệt vời đấy mọi người ạ. Đây nhá, một set như thế này có 99k thôi. Đây, mấy bà nhìn nhá. Ừ, một hộp trà mãng cầu. Đây, một hộp trà mãng cầu và một hộp trà dâu. Cái túi xinh này mua về tặng cho người yêu. Đúng rồi, một hộp trà mãng cầu và một hộp trà dâu. Đây, trà dâu nè, trà mãng cầu nè, đây. Các bạn ơi, cái này mình chỉ cần mình đổ vào trong nước và mình pha ra mình uống thôi. Ở bên trong sẽ như này đúng không anh? Đây, pha đây mọi người nhá. Đây là trà mãng cầu. Dạ. Trà hòa tan thôi. Topping. Đúng rồi, có topping. Màu rất hấp dẫn. Rồi. Đó. Trời đất ơi. Là nó sẽ có cả bột và cả topping đi kèm như thế này nè mọi người. Đó. Bột và topping sẽ đi kèm giống như thế này luôn. Đi kèm luôn. Một set mà chỉ có 99k thôi. Tiền phí ship 70. Mọi người ơi, nhấn vô cái chữ phí ship, mọi người chuyển về phí ship tiêu chuẩn dùng Hằng nhá. Phí ship tiêu chuẩn, mọi người nhấn vô cái chữ phí ship. Ví dụ như phí ship của mọi người đang là để là 74k hả? Mọi người nhấn vô cái chữ 74 đó. Ở bên trong sẽ có cái chế độ đổi. Một là nhà bán hàng tự ship, nhà bán hàng tự vận chuyển. Hai là phí ship tiêu chuẩn hết hàng rồi hả ta? Còn chứ ta? Còn mà. Đâu còn mọi người ơi, còn nhá, 99.000 một set bao gồm cả topping và được tặng thêm một cái ly. Một set giống như thế này. Đây là mãng cầu, một hộp trà mãng cầu kèm topping và một hộp trà dâu kèm topping, tặng kèm thêm một chiếc ly giống như thế này nè. Nguyên một set này 99k. Các bạn chỉ cần về pha ra với nước thôi, nước lạnh bình thường thôi là được rồi, không cần phải pha nước nóng nha mọi người. Pha nước lạnh sau đó mọi người bỏ đá vô và sau đó mọi người ghim ống hút vô mọi người uống thôi là được rồi. Mình hoàn toàn đây đây đây, chính xác, bắt đầu lồng cái này vô. Đó, chính xác luôn. Thấy chưa mọi người ơi, anh ơi đây là dâu hay mãng cầu anh ha? Mãng cầu. Đây là mãng cầu. Tuyệt vời luôn mọi người. Tự nhiên luôn á. Em ăn được cái thịt mãng cầu luôn. Thử đó, topping đó. Em tưởng đâu topping là thịt đi. Còn ly nào không đấy? Còn anh. Khá giống bà ông chủ quán đó. Đúng không? Ăn được cái thịt mãng cầu luôn mọi người ơi. 99.000 một set. Anh thôi, nó chỉnh lại cái này giùm em. 99.000 một set. Rồi đây là dâu. Trời ơi, mấy bà ơi, trà dâu, trà mãng cầu của mấy bà đây. Đây, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Được tặng cái này nhá. Rồi hai hộp, tặng một ly. Trong bên trong đó là vừa có topping, vừa có cái bột trà dâu, vừa có topping đi kèm luôn. Nó không chỉ là bột không đâu nhá, mà sẽ có topping. Giống như là mọi người đang ăn cái thịt nó luôn, ăn cái thịt của cái trái cây đó luôn nhá. Một set 99k. Chị ơi, check lại stock giùm em.
đây 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 đây, một set giống như thế này đây nha mọi người ơi. Tổng cộng nè bao nhiêu? 200 mấy đơn là 200 mấy, báo chính xác giùm em. 245 set cuối cùng hết hàng mọi người ạ, và sẽ không thêm 189 set cuối cùng hết hàng nha, 99k cho nguyên một set giống như 153. Đây đây mọi người ơi, ôi trời ơi, một hộp trà dâu, một hộp trà mãng cầu, tặng thêm một chiếc túi và tặng thêm một cái ly nữa. Rồi qua mã đi anh ơi, hết hàng qua mã đi, không cần đọc nữa đâu chị, đọc lên 90 mấy là em biết rồi. Đây đây, trời ơi cái ly nó thích cưng gì đâu á, 99k một set. Đó. Đây. Em đâu có mũi cắn em đâu. À vậy hả? Rồi. Rồi, đây là nhà đam. Nhà đam. Đây là một cái nhà máy nhà đam rất